Đây rồi, thầy Biên vào đây rồi. Biên, cô Huệ đang vào. Cô Bích đang vào đây rồi. Rồi, chào cô Bích. Chào anh Hữu. Xin mời xem nào, hôm nay ai chia sẻ nhỉ? Em. Ok, xin mời cô Bích. Cô Bích sẽ chia sẻ về các đặc điểm một số hình mẫu bán hàng rồi ạ. Dạ, em xin chia sẻ đầu 6 cái hình mẫu bán hàng. Đầu tiên là là thợ săn, thì đó là người bán hàng cực kỳ tập trung vào mối quan hệ và muốn chốt. Khi mà muốn chốt sản phẩm hay là tìm thì họ sẽ tìm cách chốt được nhanh chóng đó. Rồi đối với hình mẫu là họa sĩ thì có khả năng quan sát tỉ mỉ, cẩn thận từng chi tiết và xây dựng được mối quan hệ vững chắc với khách hàng. Với hình mẫu diễn viên thì đó là một người bán hàng tuyệt vời, vì họ có là người năng động, hoạt ngôn và là người cực kỳ tự tin, khiến cho khách hàng tin vào sản phẩm, như là có thể là sản phẩm nó kỳ lạ nhất. Những cái sản phẩm nó khó nhất thì đối với diễn viên là cũng không thành vấn đề, vì họ sẽ có thể bán được hàng. Đối với nhà tư vấn thì sẽ tập trung vào mối quan hệ và sẽ muốn xây dựng được mối quan hệ lâu dài, dành nhiều thời gian thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Với sự kiên nhẫn và đồng cảm của họ thì họ có thể được sự tin tưởng của khách hàng đó. Với hình mẫu kiến trúc sư thì đây là một nhà bán hàng thông thái, vì họ chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ, lộ trình này vô cùng kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu rõ ràng nè. Có những kế hoạch tốt nhất và lúc nào cũng có bản kế hoạch trong tay, dẫn dắt khách hàng vào cái thiết giống như vào cái bản thiết kế của mình để mà bán hàng. Và người kiến trúc sư là người chuẩn bị được thông tin, làm được nhiều nghiên cứu. Đối với hình mẫu người nông dân thì khai thác tiềm năng từ hạt giống và luôn chăm sóc nuôi dưỡng khách hàng để gặt hái những thành công. Như vậy người nông dân này họ luôn lấy khách hàng làm trung tâm và tự tin có thể lôi cuốn được khách hàng, đưa cho khách hàng lời khuyên. Thì với ba hình mẫu là thợ săn, họa sĩ và diễn viên ấy, thì hình đây là họ tập trung vào doanh số, còn ba hình mẫu là nhà tư vấn, kiến trúc sư và là nông dân thì họ cực kỳ tập trung vào mối quan hệ với khách hàng. Và em thấy hình mẫu của em là họa sĩ, thì sau khi học được cái bài của thầy Ken thì mình có thể hiểu được hình mẫu của mình hơn, và có thể nhận ra khi mà trong cái nhóm bạn chơi của em á, thì em có thể đoán được bạn này có thể là hình mẫu nhà tư vấn, bạn kia là nông dân, hoặc bạn nào là kiến trúc sư. Có thể mình có thể nhận được, biết được cái hình mẫu của bạn của mình. Dạ em xin hết. Rồi, hay quá, cả nhà mình cả team là vỗ tay cảm ơn cô Bích ạ. Cô Bích rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nếu mình có câu hỏi thì cho cô Bích, không thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho cô Bích thêm, hoặc là không thì mình muốn chia sẻ. Xin mời thầy Biên thế nào? Thầy Biên có chia sẻ gì không? Thì em cũng giống như là cô Bích thôi, thì em chỉ nói qua đó là 6 mà hình mẫu bán hàng mà thầy Ken trình bày ấy, thì đó là mình được hiểu đơn giản, đó là về tìm hiểu về cái bản thân mình, hoặc là cũng là tìm hiểu về khách hàng, hiểu về bản thân mình hoặc là hiểu về khách hàng. Ví dụ như bản thân mình, tức là mình được hiểu đơn giản, tức là mình xem mình có cái điểm mạnh hay điểm yếu gì, hoặc là khách hàng nó thuộc về cái hình mẫu nào để mình có cái cách ứng xử nó phù hợp. Ví dụ như đa số lớp của mình thì mình có là đa số là giáo viên, thì em thấy ví dụ như là mình là đối với học sinh mình thì mình hiểu ở đây về học sinh mình, những đối tượng học sinh này thì nó có cái đặc điểm gì, thuộc về hình mẫu gì, thì mình có thể đưa ra một cách giáo dục nó hợp lý. Ngay cả cái lớp này, ví dụ như một cái bài giảng mình thấy dạy cái lớp này thì mình thấy là so mấy cái đối tượng ở lớp này nó khác đối tượng lớp khác, vì vậy mỗi một cái đối tượng mình sẽ có một cái cách ứng xử và cách xử lý riêng, không có thể khác nhau được, thì em vận dụng đó vào cái trong về cái công việc thực tế của mình. Ồ, hay quá, vâng, cảm ơn thầy Viên. Thầy chốt rất là hay đúng không ạ? Thế thì hình mẫu của thầy Viên là gì nhỉ? Thầy Viên nhỉ?
À, kiến trúc kiến kiến nào sư. ai em ấy à kiến trúc sư. Ồ, hay quá, Dạ. như vậy là nói của sách mách của Dạ. chứng rồi, cảm ơn thầy. Nhà mình chủ động đi, ai ai tiếp theo, ai muốn chia sẻ tiếp ạ? Mời cô Huệ đây nhỉ, cô Huệ ơi. À, cô Trang nhắn là thầy viên là kiến trúc sư thiệt ạ. Kiến trúc sư Hiểu ơi. thiệt ạ. Vâng, xin chào cả nhà. Dạ, chào chào cô Huệ. Vâng. Cô Huệ lúc nãy có chút việc, cô Huệ vô hơi muộn một tí, nhưng mà theo như ý của cô Huệ hiểu thì qua thông qua cái này thì mình thứ nhất là mình nắm bắt được, mình hiểu sâu được cái giống như mình là một người có chuyên ngành trong cái lĩnh vực bán hàng, và mình có thể nắm bắt được mình giống thầy Biên nói là mình sẽ tự biết mình là ai và mình cần phải bổ sung cái gì, và đồng thời theo như cô Ngọc nói thì mình có thể tự vận biến mình theo từng cái mẫu của nhóm hai bán hàng khi gặp từng tình huống. Ví dụ lúc đó thì mình bản thân của mình bây giờ mình nhận biết thì mình đó là mẫu của kiến trúc sư, nhưng mà nếu mà gặp chúng một tình huống nào đó thì mình cũng cần phải tập luyện để mình trở thành họa sĩ, hoặc là trở thành nông dân, hoặc là trở thành các cái mẫu khác trong số 6 nhóm đó, tức là mình phải biết linh hoạt trong 6 cái nhóm mẫu bán hàng đó. Rồi, tuyệt vời, cô Huệ đã rất là linh hoạt đúng không ạ? À, áp dụng rất tốt. Cô Trang bổ sung gì không? Cô Trang ơi, hay là chia sẻ gì thêm không? Dạ, em chào anh Hữu, em chào các thầy cô. Đúng là cái buổi học hôm nay em thấy rất là thú vị, em học được nhiều điều và em cũng hiểu thêm được bản thân mình hơn qua cái bài khảo sát STM. Đúng là giống như thầy Ken nói là biết mình, biết người thì trăm trận trăm thắng, và đúng là em thấy cái câu này em dần dần hiểu được 50% của cái câu dạy của thầy rồi đấy. Và em mong rằng là tất cả các thầy cô chúng ta hãy luôn nhiệt tình. Biết rằng là công việc rất là bận rộn, nhưng mà cái khóa học ép này em thấy rất là hay, em mới cảm thấy thích thú rồi, để em hiểu thêm về con người của em, hiểu thêm về mỗi người mà để em gặp, em tiếp xúc, và em sẽ có cái cách để làm sao để cho mình sẽ như thế nào nhỉ? Giống như thầy Ken nói là khi mà mình hiểu người và mình biết ta thì sẽ trăm trận trăm thắng. Em rất kết câu đấy ạ. Em cảm ơn. Rồi, rất là tuyệt vời rồi. À, cô Phương thì sao, cô Phương ơi? Cô Phương là này, cô Phương chia sẻ thế nào, còn còn quan sát nữa không? Phương nói đi, chị Phương cũng là một một mẫu rất là hay đấy, rất là tuyệt vời. Nói chung thì nói về qua 6 hình mẫu thì các chị gì đầu tiên này đã trình bày rất là rất là đầy đủ rồi, cho nên là em cũng chỉ nói sơ qua về cái hình mẫu của em, đó là em là thuộc hình mẫu kiến trúc sư. Và khi test cái bài này cũng như là nhìn về các cái đặc điểm của kiến trúc sư thì em thấy nó rất là giống mình ạ. Nhưng mà em thấy rằng là mình cũng có rất là nhiều cái nhược điểm để mà thay đổi. Ví dụ như là mình cũng phải biết là đôi khi mình cũng phải biết là mạo hiểm thêm một chút, hoặc là đôi khi mình phải biết là phải hòa đồng với mọi người và làm việc chung với mọi người ạ. Còn lại những cái điểm mạnh của kiến trúc sư thì mình thấy là thì mình cũng cũng hay mắc, cũng cũng là thường là như vậy. Cho nên là về cái điểm mạnh thì mình thấy mình khá giống mình. Còn cái về cái điểm yếu thì biết để mà khắc phục, và cũng như nói như thầy á, là đôi khi học để mà tự biến hóa mình thì cũng không nên là cứng nhắc ở trong cái khuôn khổ của mình, mà phải biết học để mà biến đổi và phù hợp với thực tế. Còn đối với lại công việc thì khi mà học về 6 cái hình mẫu này thì mọi như chị em cũng đã nói đó là gì, biết được mình và hiểu được người thì trăm trận trăm thắng, thì mình cũng hy vọng là mình cũng sẽ vận dụng được cái câu này vào trong cuộc sống ạ. Chia sẻ của mình là chỉ biết nhiêu thôi ạ. Còn lại mà nói về để mà áp dụng đối với học trò, đối với từng học trò, nhìn học trò theo kiểu hình mẫu nào á, thì cái này thì mình thấy nó mình chưa hiểu lắm là để áp dụng như thế nào đối với học trò. Còn cái mà ví dụ như khi mà mình học cái khóa của thầy rồi, thôi cái chia sẻ của mình tới bao nhiêu thôi, chứ mình nói nữa là nên đi tới chủ đề khác rồi. Rồi cảm ơn các anh chị ạ. Rồi, cảm ơn Dạ. cô Phương. Về cái việc mà Rồi để rồi. mình ứng dụng với lại học trò thì mình đúng là phải hiểu học trò, cái đấy cũng mình cũng cần thời gian, tức là bây giờ mình cứ làm lại
mình cứ làm lại đã, mình tức là mình cứ tròn vai đó trong cái khóa ngoài đã. Dạ, rồi rồi dạ đúng cảm ơn rồi. Phương. Dạ. Xin mời cô Dạ Nguyệt rồi, đấy, cảm cô ơn. Nguyệt chia sẻ đấy, cô Nguyệt đấy, cô Nguyệt. Thật, chị Nguyệt là hình mẫu nào đấy? Cô Huệ là hình mẫu nào? Mỗi người một hình mẫu để trong nhóm mình là bổ sung cho nhau. Em thì Mình là học sau cái hình mẫu thì em thấy là thầy cô cũng nhắc lại thì em xin phép không nhắc cái này, nhưng mà sao em cảm nhận là em không có đúng. Ví dụ như em test ra em là hạ sĩ đúng không, nhưng mà em thấy trong cái công việc của em á thì em cảm nhận em giống thợ săn hơn hạ sĩ. hay Nên là em quá. còn đang chưa có tự tin vào trong cái bản thân mình. Với còn cái nữa là ví dụ như là mình học thì mình hiểu là mình sẽ tư duy để biến hình phù hợp, rồi mình cũng hiểu người hiểu mình đó, để cho anh thích ứng trong cái mọi cái công việc trong cuộc sống, biết mình là ai để điều chỉnh. Tuy nhiên là em muốn hỏi sâu hơn ở cái chỗ mà để mà thích ứng với cái công việc trong cuộc sống á, thì anh hiểu đi trước rồi anh hiểu chia sẻ cho tụi em hiểu sâu hơn, để khi tụi em gặp những cái trường hợp thì tụi em biết đường mà biến hình. Rồi mọi người cứ cứ học hết đi, bởi vì nói bây giờ thì nó một là nó cũng mọi người chưa đi hết ấy. Chưa đi hết thì mình nó cũng khó để áp dụng. Sáu hình mẫu này đầu tiên mình phải hiểu hết ấy. Mình nắm rất là chắc, sau đó mình từ đó mình khả năng biến hình được. Mình mới ví dụ như về nói chuyện với thầy Biên là kiến trúc sư, à tôi biết ông này ông ấy nói có sách nói có chứng, vậy thì khi tôi mới định giao tiếp với ông ấy, tôi phải chuẩn bị hết mọi thứ. Rồi mọi thứ là tôi biết nói đâu, phải trang web nào, dẫn chứng cần gặp ai, số liệu bao nhiêu đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như là cô Bích là họa sĩ hay kiến trúc sư nhỉ? Họa sĩ ạ. À cô Bích là họa Cô biết sĩ, là vậy họa này sĩ. cô ấy vẽ ra một cái tầm chiến lược đúng không? Cô này cô ấy có cái chiến lược rất tốt, có thể là vẽ ra cả một cái big picture, tức là một bức tranh lớn, có tầm nhìn chiến lược. Vậy tôi khi làm việc với cô tôi phải kích thích được cái sự cái trí tuệ của cô ấy, và biết được là cô này cô có khả năng vẽ ra một cái chiến lược, một cái sơ đồ, một cái viễn cảnh, một cái tầm nhìn cho tương lai, để biết là mình sẽ dùng, tức là nếu mà là người lãnh đạo thì dùng cô vào việc gì, còn nếu mà cô là người lãnh đạo thì mình theo cô ấy để mình được cái gì, ví dụ thế không cả nhà đấy, ví dụ thế. Thế thì mình nhưng mà điều đầu tiên là mình cần phải rõ sáu hình mẫu này. Đây là sáu hình mẫu ẩn dụ, tiếng Anh nó là metaphor, tức là ẩn dụ. Thế thì trong trong cuộc sống mình sẽ gặp tất cả những cái mẫu người này thôi, và mình thấy chung quanh gia đình mình cái bài STM nó giống như bên cái sinh trắc vân tay ấy. Thì cái STM này mình có thể test đi test lại được. Hữu thì lúc đầu học K4 thì test lúc đầu theo vô thức thì mình là nhà tư vấn, tức là luôn luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu cái chuyện mà giống cô Ngọc nói đấy, à, có đôi khi là nhưng mà đến lúc khi chốt rồi lại mình lại không chốt đấy, để cho được khác là chốt mất. Rất là Đúng hay. rồi, em thấy cái chỗ mà áp dụng sáu hình mẫu này hồi nãy em cũng định đá tới cái chỗ xin trắc vân tay để hiểu học trò nhanh hơn đó anh Hữu. Chứ Đúng rồi còn đấy. lại nếu mà áp dụng sáu cái hình mẫu này vào mà để phân loại học trò thì hơi bị mệt đây. Cái xin trắc vân tay thì em thấy em cũng học, em thấy nó cũng cũng hay hay đó. Nghĩa là thấy cũng đi Ngắt tìm mấy người lời để nhìn nhìn rồi. rồi cái ngắt lời cô Phương một Nhìn chút ạ. Cái việc là xin chắc vân tay, xin chắc vân tay mình test được một lần, nhưng riêng cái STM này mình có thể test đi test lại được nhiều lần. Ví dụ như À, vậy là là biến sau khi khóa học rồi. xong, học xong thì mình mọi người cứ thử về test lại xem, mọi người test lại rồi, khi mình học xong cái này rồi mình test lại mình biến hình rồi mình thấy khác này. Ví dụ khi Như rồi theo Hữu test lại thì mình lại lại thấy mình là nông dân. Tức là này là có quy trình rồi. Chứ như không như theo mình ạ, đúng rồi như như theo rồi, mời mời như cô theo Thủy. thị á, như theo thị á, ví dụ như hồi nãy là cô Phương á, như anh Biên hay anh Bằng gì nói áp dụng cho học sinh á, theo mình nghĩ theo khía cạnh đơn giản thôi. Ví dụ như mình có thể mình nắm vững được 6 đặc điểm của mẫu hình thợ săn hay là diễn viên kiến trúc hay là nông dân, thì mình có thể biến hình mình trong, ví dụ như như bản thân mình là giáo viên thì mình có thể biến mình đang là kiến trúc đi mà mình muốn biến mình là thành nông dân, thì mình ví dụ là mình phải hiểu mẫu người nông dân khi nó nào để mình biến cho nó phù hợp với hoàn cảnh của học sinh. Thì ví dụ như nông dân là người chăm sóc
chăm sóc khách hàng, rồi dễ đồng cảm với khách hàng. Thì ở đây khách hàng của mình là học sinh, thì khi học sinh nó có việc gì thì mình phải đồng cảm và mình thể hiện cái sự quan tâm và tìm hiểu được lý do. Mình đồng cảm với học sinh, mình sẽ biết được lý do học sinh cần cái gì. Đó, người ta gọi là biến bề mẫu hình nông dân. Hay quá, cảm ơn cô Thủy. Đó, đó là ý của Thủy là như vậy. Còn ví dụ như mình vẫn cứng nhắc, mình cứ vẫn độc lập là kiến trúc sư, mình vẫn cho học sinh đó là đưa lý do đó là không hợp, mình không biến mẫu hình về nông dân mình để đồng cảm với học sinh thì mình sẽ không hiểu được học sinh nó nói lý do đó đúng hay là sai. Đó, cho nên mình phải biến về mẫu hình nông dân để mình đồng cảm với học sinh. Đó, còn nếu mà ví dụ như gặp học sinh khác nó đang ở nó định làm bài toán đó nhưng mà nó sợ nó không mạo hiểm, nó cứ sợ nó sai, nó cứ ngồi chần chừ miết, thì như vậy mình có thể biến qua bên kiến trúc sư, mình có thể hướng học sinh, đôi lúc mình cũng đọc đề thật kỹ và mình mạo hiểm để giải, chứ mình cứ đứng đó mình cứ chực chờ bạn mình hay sao đó, theo mình là mình nghĩ là như vậy. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ vậy dễ hơn á. Chứ còn nếu mà dùng 6 cái này mà phân loại học trò em biết phân sao á. Rồi cảm ơn cô Thủy, cô Phương, cô Anh đâu nhỉ? Cô Lê Kiều Anh đâu? Cô Lê Kiều Anh cho ý kiến đấy nhỉ? Có ý nhỉ? Em bé dễ thương quá. Cô Anh ơi. Bật mic. Vâng, em chào anh Hoàng Mạnh Hiễu nha, chào tất cả mọi người. Xin mời cô chia sẻ đó. Vâng. Vâng, mẫu hình của em là mẫu hình họa sĩ anh ạ. Họa sĩ, vậy thì cô áp dụng như nào? Họa sĩ, vâng. Đấy thì qua cái bài tập số 4 và nghe giảng ngày hôm nay thì em thấy là mẫu hình họa sĩ của mình là nói chung là kể chuyện giỏi, quan sát tỉ mỉ, cẩn thận, xây dựng mối quan hệ vững chắc và với khách hàng, dẫn dắt và thu hút khách hàng, khiến khách hàng quan tâm hơn vào sản phẩm. Đấy, nói chung là nói có sách mách có chứng. Thì qua đây thì em cũng hiểu là tức là những cái đặc điểm chính của các hình mẫu ấy, thì qua đây thì mình hiểu bản thân mình hơn và hiểu khách hàng mình hơn. Thì qua đó thì chúng ta sẽ tự tin, chúng ta giao tiếp hơn. Và đặc biệt là cái vấn đề là tất cả chúng ta đều là giáo viên đúng không? Ví dụ như anh Viên và là chị Phương với lại chị Trần Minh Thủy, chị Chốt đấy. Là đối với học sinh thì là em cũng nghĩ là nó cũng rất là hay ở cái chỗ là mình sẽ hiểu được từng học sinh, từng đối tượng học sinh. Qua đó thì mình sẽ có những cái biện pháp, có những cái phương pháp. Còn biện pháp, phương pháp thế nào thì chắc chắn là chị em mình sẽ cần phải nghiên cứu sâu và nhiều hơn anh ạ. Em xin hết. Rồi, cảm ơn cô Anh, rất là tuyệt vời, mỗi người không nhìn. Mời Tú Tú là ai nhỉ? Tú Tú là cô nào nhỉ? Xin mời hiện thân đi ạ. Alo. Tú Tú là ai đấy ạ? Thầy, cô Tú. À, vâng, xin mời cô Vũ Thanh Tú ạ. Vâng. Em hình mẫu của em là họa sĩ ạ. Sau khi giống mình nhiều họa sĩ ghê nhỉ. Đúng rồi, giống mình nhiều họa sĩ ghê. Các cái hình mẫu này thì em cũng thấy được những điểm mạnh của mình để phát huy và cái những điểm yếu thì mình sẽ khắc phục. Đồng thời thì mình cũng đặt mình vào cái học sinh để mình có cái cách giáo dục hoặc là có sự đồng cảm với học sinh ạ. Vâng, tuyệt vời, cảm ơn cô Tú. Mời cô Hồng ạ, cô Hồng cô Hồng thử ứng dụng xem là nếu mà vai trò lãnh đạo thì mình sẽ ứng dụng như thế nào nhỉ? Vâng, em chào các anh chị, nhưng mà hôm nay em out, em không vào được Zoom anh ạ. Em không vào được, em vào đến lúc mà cô Ngọc đang nói thì em thấy là có ban tổ chức cho em vào nhóm chính, thế em ok cái này em out từ đấy luôn, em không nghe được anh ạ. Do vậy là hôm nay em mong các anh chị chia sẻ để em biết thêm ạ. Thế thì kinh nghiệm cá nhân của cô khi mà cô test STM. Vâng. Thế thì em xin chia sẻ về cái
cái thông qua cái bài em test đi, thì thực sự là nói thật là khi mà em nghe những cái video đấy em cũng chưa hiểu hết về những cái hình mẫu đấy đâu ạ. Nhưng mà thông qua đấy thì em cũng thấy được rằng là về nếu mà vai trò lãnh đạo của mình thì cụ thể trực tiếp là vai trò chủ như bọn như em này trong vai trò chủ nhiệm ấy, thì em thấy rằng là để cái công tác lãnh đạo của mình được tốt thì việc đầu tiên đó là mình phải nắm bắt được học sinh, hiểu được về học sinh, điểm mạnh, điểm yếu của các con, từ đó mình phân công nhiệm vụ cho các con nó phù hợp. Em để đồng thời là phải biết được bạn nào có điểm mạnh gì, điểm yếu gì, để từ đó mình cung cấp cho hoặc là giáo dục cho các bạn ý các cái cách để các bạn ý khắc phục các cái điểm yếu để các bạn hoàn thành công việc tốt hơn ạ. Đấy là những cái em rút ra được trong cái phần em tự nghiên cứu ạ. Em xin hết ạ. Đấy, trong cái quá trình nhà mình coach cho nhau ấy, nên mình coach cho nhau mình cũng thể bổ sung cho nhau. Xin mời cô Hương ạ. Cô Hương ơi. Cô Hương hiện thân đây nào. Alo, cô Hương bật mic này nè, bật mic hoặc là bật cam này nè. Alo, em chào cả nhà. Hôm nay thực ra em bị ao sút từ đầu đến cuối không vào được. Thành ra là rất là tiếc mà cũng không hiểu được là hôm nay học cái gì. Em học mấy cái hình mẫu ấy, thì thực ra là đối với em thì nó cái vấn đề mà làm kinh tế kinh doanh thì nó không mẫu mê cho lắm, thành ra là nghe nó cũng ngang ngang đấy. Thì là mà qua cái việc làm bài tập ấy với lại code cho bạn ấy thì em hiểu rằng là vậy thì mình là giáo viên thì mình cũng cần phải nắm được các những cái hình mẫu này, những cái hình mẫu này chính là những cái hình mẫu mà là học sinh của mình. Đấy chính là những cái hình mẫu mà học sinh của mình, vậy thì mình nắm được để mình biết được đối với từng học sinh thì mình sẽ sử dụng những cái phương pháp cho nó phù hợp. Đấy, thế là ý kiến của em. Thế còn gì, thế là hôm nay em không được nghe cái gì cả. Mãi về sau mới vào được thì là cô Ngọc bảo rằng là thôi trở về giúp nhỏ. Rồi ok, thế thì rồi cuối giờ hoặc là hôm nay hoặc là mai Hữu sẽ gửi cái bài của phần hôm nay, mình sẽ chia sẻ nội bộ nha. Thế còn cái việc mà giáo viên ấy, và rất dị ở người bán hàng, nhưng mà đấy là mình hiểu theo nghĩa hẹp. Chứ còn nếu mình hiểu trong cái khóa này, mình đây là một bối cảnh, và để mình mọi cuộc giao tiếp này đều là bán hàng mà, giao tiếp với chồng với đồng nghiệp đúng không? Rồi sau này dạy học trò thì lúc con mà chưa học ấy, khi mà bắt đầu học video ấy thì là thấy nó ngang hết. Bởi vì kiểu như là nó hơi lệch so với lại cái ý nguyện của mình ấy. Rồi nhiều người cũng bị vậy mà, nhiều người sốc bảo ôi tôi bị lừa, tôi đưa vào đây tôi bị lừa đúng không? Sau này cho xong đi học xong đi sẽ cảm ơn cái người lừa mình vào đây đấy. Anh Hiếu ơi, thêm thì không thầy Viên ơi. Anh Hiếu ơi, bài hôm nay là bài 3, tên bài là gì nhỉ? Dạ không anh ơi. Bài hôm nay á. Vâng. Hôm nay là ngày thứ tư chúng ta học bài 3, nhưng không biết tên bài là gì nhỉ? Em vào không nghe được. Nhưng mà nhà mình hôm nay làm sao mà nhiều người không vào được nhỉ? Bài hôm nay là mình học về 6 mẫu bán hàng. 6 mẫu bán hàng. 6 mẫu bán hàng. 6 mẫu bán hàng thôi. Chị hôm trước mình làm ấy, mình tập trước làm, tức là mọi người cái quy trình nắm rõ này. Một là khi mình trước khi vào đây ấy, nếu mà mình học tử tế bao nhiêu thì lúc đầu vào đây mình nhàn bao nhiêu. Còn mình cũng biết là nhiều người vào đây là học lướt lướt thôi để có được cái chứng chỉ đúng không, xong để apply vào để nộp đầy đủ điều kiện để vào học cái lớp F này. Xong là vào bây giờ thấy lại quay lại xào lại, xong lại cốt cho nhau để làm bài tập, khi lúc này mình mới chính thức mình học lại. Rồi mọi người sẽ ngấm. Rồi sau khi lại được thầy Ken chia sẻ, sau mình lại tiếp tục như này. Rồi lát nữa lại vào Zoom chính, chuẩn bị vào Zoom chính, lại được mọi người chia sẻ, cô Ngọc lại đúc kết lại thì mình sẽ hiểu hơn. Ở đâu mẹ ơi? Alo. Ai đây ạ? Ai ý kiến gì ạ? Thì mọi người cứ
mở lòng đi, sẵn sàng cho mình cứ tiếp tục đi tiếp đi, rồi mình sẽ thấy. Mà anh yêu ơi, anh cho em hỏi một chút là mình không nghe được thì liệu có kiểu như là quay lại các thứ gì để cho những người không vào được nghe để nghe được không? Ok, hữu có lại, nhưng mà cái này thì ban tổ chức không cho phép nha, không cho phép. Thì có thể mình sẽ lưu, bởi vì nó là thuộc bản quyền mà, thì mình sẽ cố gắng, là trong chia sẻ trong cái nội bộ. Ok nha, mọi người tuân thủ thế nên mình sẽ rồi. Có lẽ là bây giờ là mình vào Zoom chính đúng nhỉ? Rồi, một lần nữa là rất là cảm ơn sự hợp tác với lại sự vào cuộc sẵn sàng nhiệt tình học của nhóm mình. Cũng rất là biết ơn mọi người. Rồi, chào mọi người nhé. Rồi, chào mọi người. Dạ. Chào mọi người. Chào cả nhà. Cô Ngọc đang dục vào Zoom chính rồi này.